con cháu ăn hó đòi về phát triển đảng viên hân sân chế này hân. Ban thường vụ huyện ủy Tân Sơn đã cục kế hoạch chương trình cụ thể theo cục công tác phát triển đảng. Đại hồng tập trung hào cháu giải pháp phù hợp có tình hình cái lời dậu khẩn ven, nâng là công tác tạo nguồn đảng viên ta cháu tổ chức hội đoàn thể, đặc biệt là tổ chức hội đoàn thanh niên, tạo nguồn quần chúng ưu tú đều giới thiệu hái đảng kiến nắp. Đoàn viên thanh niên sẽ là dắt nguồn quan trọng đều giới thiệu hái đơn, cháu thanh viên nóm, ưu tú, giao nhiệt huyết, chăn về văn cặn, về Tân Sơn, đã coi trọng lai ăn nguồn nấy, đều tại công tác phát triển tăng nghìn càng mấy hiệu quả. Tá bay thong xin lấy ngây dẹp lân lộc nấy, cháu cấp bộ đoàn dậu đời ven đã bôi dưỡng, sau giới thiệu hái đơn, thong bạc dẹp đoàn viên ưu tú, đời hong mấy lộc xếp ngây đoàn viên, đã đáy kết nắp hào đăng, đáy kết nắp đăng, phát huy vai trò gương mẫu, báo Hà Văn Sơn, dậu bán liên trung, sơ thu cúc, mẩy thêm động lực, đều cổ kên, mấy chị thoát hó, bây hớn lan mẩy, mà đừng đỡ đáy lai lan dậu đáy bán, tỏ dạy cổ kên. Tôi trên cương vị là một người đoàn viên thanh niên và cũng là một người xe là giặt đoàn viên. Thì cũng sau xe là tầng viên nóm cầu xe tơ cố gắng rèn luyện lau sau đỡ hãy lai hân dậu đầy bán tỏ dạy cục kênh đều với hơn thoát hó bà con nhân dân trong việc xóa đói giảm nghèo. Bên đoàn Tân Sơn lộc nấy mấy khẩn lộc xin đoàn viên sinh hoạt dậu thong bạc há xếp chi đoàn xác định rõ chất lượng đoàn viên thanh niên xe là nguồn quan trọng đều giới thiệu hãy đăng cháu thanh viên nóm ưu tú giao nhiệt huyết về bần cặn. Cháu tổ chức đoàn cơ sở đã triển khai lai phong trào gắn con cấy lợi tổ chức đa dạng cháu hoạt động tạo điều kiện tạo môi trường hay đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện tạo trưởng thành tuyên truyền đến các đoàn viên cái vai trò ý nghĩa của tuyên truyền lớn cháu đoàn viên mà vai trò ý nghĩa phong giặt thân đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hồi lại lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức mặt đảng đều cháu đoàn viên thanh niên phấn đấu đều đầy kết nạp vào đảng giặt giải pháp máy tính bền vững sau này đều tạo nguồn kết nạp đảng viên nhóm mà ven đoàn Tân Sơn đã sau đang cục là ấn mạnh về cục kên dậu khẩn ven hỏi bậc cháu mô hình trang trại, gia trại, kén cháu cơ bọc phù hợp, đều cục kém hướng hàng hóa, quan tâm tạo về cục hay cháu hân nóm, đều lệch thao lệch bạo yên tâm cục kênh, mời về cục ổn định, dậu khẩn sơ lau, đều dự tên tài dậu khẩn sơ, cục mẩy khẩn mệt tôm hong lau. Toàn xã đã... Đoàn xã đã cục lại chương trình phát triển ma kinh tế, thay đoàn viên tổ chức hãy trách dần vốn, đỡ đoàn viên ma kiến thức, ma sơ tú phụ, bỏ cỡ, sau chăn nuôi, đỡ măn đáy trách dần vốn, đều thanh niên cục tên, đều tả hôn, cháu đức trí trở thành cháu đoàn viên ưu tú, đều hãy thẳng hèn, đều kết nắp. Tỷ lệ đoàn viên nhóm sau đời tổng số đảng viên nắm kết nắp hong cả đảng bộ ven Tân Sơn luôn chiếm tỷ lệ thang sau mấy xu hướng tăng hớn cháu đảng viên nhóm đã có phần cộc hớn nguyên sinh lực mọ sau kế thừa ăn phát triển hong cháu đội ngũ đảng viên sau đời toàn đảng bộ chúng tôi cũng đã phối hợp để chỉ đạo như đoàn thanh niên là đi sâu sát về tới các cái chi đoàn. Bọn cậu sẽ đã phối hợp chỉ đạo đoàn thanh niên sâu sát mà cháu chi đoàn đều phát hiện nguồn đều tham mưu hay chi bộ tên tầng viên dậu tá hong sẽ cao với tộc cho lớp cảm tinh mà tầng đặc biệt là chú trọng cháu đoàn viên thanh niên bảy mô hình phục kênh bảy thế mang dậu sợ đều mấy nguồn kiến đất tầng phát triển kinh tế nhưng là để thế mạnh ở tại khu để cho đó chúng ta có cái đoàn viên thanh niên ưu tú ở tại địa phương nó có cái nguồn trên đạn đảng có thể cáng nhờ cuộc đời về tạo nguồn cục chăn quy trình thủ tục kết nạp đảng viên tuổi nhóm dốc huấn viên Tân Sơn đã kịp thời tăng cường hay cháu cơ sở đảng
cháu đang viên nón, thể hiện đáy bản lĩnh vững vàng, mẩy quyết tâm nỗ lực thang, sẵn sàng xung kích, bởi đâu đời cháu việc khó, dạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáy giao.